À, xin chào buổi chiều tất cả mọi người á. Bữa nay là ngày 30 tháng 10 á. 30 tháng 10 dương lịch. Ở dưới là ngày 14 tháng 9 âm lịch ha. 3 tháng nữa đến Tết rồi. Đây, cách đây khoảng 10 ngày á. Đúng 10 ngày là ngày 20 tháng 10 á. Đây. 20 tháng 10 thì mình có tưới cái phân humic này ha. Phân humic cho mấy cái cây cúc bi này nè. Đấy, thì hôm nay pH mình đo lại ha. Nó đã đạt được khoảng là cỡ như là 6, gần 6.5 ha. Nó đã lên nè, cắm sâu quá chứ không phải cắm trên mấy bề mặt đâu. Đó. Sau 10 ngày á, nó nâng từ từ đây. Đó. Rồi đặc điểm khi mà cái lá non nó ra rất là bóng ha. Nó ra bóng đã lắm. Nó xanh mà nó bóng ha. Lớp lá cũ này thì mấy cái lúc trước là mấy ngày mưa dầm á, mưa dầm 10 ngày liên tục á. Đó nó bị bệnh. Còn cái lớp lá mới nè, rất là bóng ha. Lá mới nè, ra bóng đã chưa? Đó. Rất là bóng à. Còn này là lá cũ lúc trước à, bị mưa nó bị bệnh nè, pH nó tuột á. pH nó tuột thì chúng ta có cứ xịt thuốc, xịt sâu xịt bệnh hoài á là pH nó càng ngày nó càng tuột á, không có giải quyết triệt để á thì pH nó càng ngày nó càng tuột hoài à. Đó. Bóng á. Nay cái đợt lá non ra nè, lá non ra nè. Này, bóng ha, cái nào ra nó cũng bóng, nó dày cả. Vì mai trong chậu á, trồng cây trong chậu thì nó khác với cây ở dưới đất ha. Mưa mà mưa dầm thì một tuần lễ á, là pH nó tuột kinh khủng luôn á. Khi mà nó tuột thì bắt đầu sâu bệnh tấn công á, bọ trĩ. Ta để ý là sau mấy cái đợt mưa á, là bọ trĩ dữ lắm, bọ trĩ á, do pH tuột. pH tuột thì bọ trĩ nó tấn công vô cây á. Đó, mà chúng ta cứ lo đi mua thuốc bảo vệ bọ trĩ á, mà không giải quyết cái, không có làm cái pH nó nâng lên á, đấy thì cũng cây nó cứ bị hoài á, lặp đi lặp lại hoài. Đấy, xịt thuốc bọ trĩ á, xịt nghe riết kì, bọ trĩ nó không chết mà người ta chết luôn á. À, cái đợt lá ra nè, đấy bóng á, lá bự và nó bự bán bự bự à, rất là bóng luôn nè. Đó, cúc bi á, bóng lưỡng ha. Này giác chiều à, chứ hồi trưa đi ra đây thăm vườn á, mấy cái đợt lá này nó bóng lưỡng à, đã lắm. Bóng mà như ánh nắng mặt trời chiếu vô nó bóng lưỡng à. Lực cây mạnh nè. Đó, pH nó, chúng ta nó cân bằng về mức trung tính á. Trung tính 7.0, đoạn này là chưa lên được mức 7 á. Nó cứ từ từ ra. Đấy thì hồi 10 ngày trước thì mình tới cái siêu lân á, siêu lân với lại cái bén rễ á. Đây, cho anh em xem kết quả để mình nói tưới mà với kết quả như thế nào á. Đây, những cái đốm bệnh thì nó cũng ngưng rồi nè, nó không có lây lan ra nữa. Cái này là do 10 ngày trước bị mưa bão á, mưa bão không có tưới phân nào được, không có xịt thuốc nào được ha. Đấy, pH nó tuột thì bệnh đó nè. Còn những đợt đó ra mới á, ra mới khi mà pH nó lên nè, tiếp tục theo dõi á, thì pH nó mất trung tính thì cây người ta nó đỡ bệnh dữ lắm, đỡ được bọ trĩ nữa. Tại sao mà cây ở dưới đất khi mà mưa xuống thì cây nó xanh tốt, nó màu mỡ á, như mấy cây bưởi của mình đó, khi mà mưa xuống nó xanh đen cái cây à. Còn cây ở trong chậu á, mưa xuống rầu muốn chết á, mua xuống rầu sợ sâu sợ bệnh đủ thứ á. Thấy hồi nào giờ làm vườn, cái ở nhà làm vườn mấy chục năm á, cũng chả ai nhắc tới cái vụ mà pH bay hiếc này ha. Một lần đi học á thì cũng học qua lo ha. Đây, cũng chả ai mà nói tới phải kiểm soát pH đất ha. Đây giờ thì có mạng phát triển á, mạng phát triển thì có người này người kia, đây người ta chia sẻ ra rồi chúng ta xem được á, giống như mình xem được mấy chương trình của Đài Vĩnh Long á, mấy ông nhà khoa học á hay chia sẻ ra thì nhiều khi chúng ta xem chúng ta không để ý á, nghe hòa rồi cũng thôi, tới chừng nó bị bệnh á thì đi ra tiệm bảo vệ thực vật á là bán cho ăn liều trị đốm lá cháy lá, bán cho ăn liều trị tháng thư rỉ sắt gì đó, bán cho ăn liều trị bọ trĩ sâu gì ha. Đó. Đó, mà chúng ta không để ý tới cái phần pH ở dưới á, pH rất là quan trọng á. Lá là nó bóng luôn nè. Đợt lá non ra mới nè,
lá bự mà bóng ha, bóng lưỡng à, mướt rượt à ha. Đó, cúc bi nè đó. À, nói chung là nó cũng chưa có hẳn đâu ha, chưa có phục hồi hẳn hết đâu. Đây, tại vì pH nó tụt của họ mình đo nó còn có 5.5 mà ha. 5.5 thì chúng ta cái dù có đốm lá trái lá nè, nó 5.5 giờ nó lên được 6 chấm rồi nè. Đấy, chuyện này chúng ta nâng tiếp ha, nâng lên được 7 chấm là thôi. Đó. Nó hết bệnh à, rất là bóng ha. Đó. Bóng lưỡng à. À, xanh đậm luôn ha. À, trồng cây nói chung là trồng cây cảnh á, cây trong chậu, cây dưới đất gì cũng vậy á. Đây, chúng ta kiểm soát cái pH tốt là cây chúng ta nó tốt à. Như kiểu bà người ta mấy nhà học người ta giải thích đó, cây mà nó sống được là nhờ ba cái đặc điểm là lý, vật lý, hóa học với lại sinh học ha. Nhưng mà ba cái đó nó có liên quan với nhau á. Đất tơi xốp thì pH nó mới trung tính được. Rồi đất nó có tơi xốp thì vi sinh vật mới phát triển ha. Cũng như vậy, để pH nó có trung tính thì đất nó mới tơi xốp được á, chứ mà pH mà nó thấp quá thì đất nó cứng ngắc, nó dễ cha, nó chai cứng ha. Đấy, rồi vi sinh vật cũng không phát triển được. Đó. Rồi vi sinh vật nó có phát triển được á thì đất nó mới tơi xốp, rồi pH nó mới ổn định á. Chung nguyên một cái dòng ba thằng, nói chung là tuy là nó khác nhau á, nhưng mà ba thằng nó có mối liên hệ với nhau á. Đang người ta nói đất sống đất chết á, đất sống là có đất có siêu vi sinh vật phát triển á. Vi sinh vật phát triển là có chất mùn chất hữu cơ đâu. Đó. Bà hổm nó tụt còn có 5.5 ha, giờ tăng lên hơn 6 chấm rồi nè. Đó. pH ha. Đó, 10 ngày á, sau 10 ngày á. Đấy. Này, bởi vì sau này chúng ta thấy mưa chúng ta không có sợ nữa ha. Thấy mưa là chúng ta cũng có cách giải quyết à. Mưa chắc chắn ở trong chậu là chất dinh dưỡng sẽ bị rửa trôi á. Rửa trôi chúng ta có thể là bằng cách là chúng ta che đậy á. Đấy, dùng rơm rạ che đậy hoặc là dùng bao ni lông che đậy đầu đó, rồi nâng pH lên á bằng chất hữu cơ. Rồi một vài chia sẻ cùng với mọi người á. Còn có phần thuốc sâu thuốc bệnh á, trong thuốc sâu thuốc bệnh thì chúng ta hiểu rõ trước khi xịt sâu bệnh thì chúng ta kiểm tra cái này trước á, chứ không phải xịt thuốc sâu thuốc bệnh xong mới kiểm tra cái này. Đây, kiểm tra chúng ta nâng cái pH này cho đúng đi. Đó, thuốc sâu thuốc bệnh thì chắc chắn chúng ta cũng có phải xài rồi, nhưng mà chúng ta sẽ xài ít lại ha, không có xịt tràn lan như bụi lần đó. Không có xịt tràn lan như lúc trước ha. Lúc trước bệnh là xịt á. Thì một tuần xịt 2-3 lần luôn, bỏ trĩ á. Bỏ trĩ lúc trước mình nghe cái có một cái ông ổng chia sẻ ha, cũng làm theo. Bỏ trĩ là xịt 3 lần. Xịt 3 lần á, mỗi lần cách nhau một ngày á. Hiểu đó, xịt chết luôn quá. Thì bỏ trĩ là bữa nay xịt, mai nghỉ, bữa sau xịt nữa, rồi nghỉ tiếp, bữa sau xịt nữa ha. Đây, trồng có mấy cây mai mà xịt kiểu đó hay chết luôn ạ. Bỏ trĩ nó chưa chết mà chúng ta chết trước rồi. Này, cái này hôm nay mình cũng không có xịt bỏ trĩ, bỏ triết gì hết trơn ha. Đó, nâng pH đi, rồi cái chuyện phân thuốc tính sao, cũng xịt ngừa thôi, xịt khoảng phân nửa liều lượng thôi ha. Đó, cây chúng ta nó khỏe, nội sinh cây nó khỏe thì cây nó kháng được sâu bệnh á. Mứt rượt à, bóng lưỡng hay chưa, la ra nè. Đó, cục bì la bóng lưỡng luôn hay chưa. Cây nhật tèo tướng ngọc à, lá đỏ ửng luôn nè, đã chưa, đỏ ửng luôn ha. Ra nguyên tàu không á.
Từ xa thấy nó vàng vàng á, chứ lại gần á, nó đỏ ửng, đỏ ửng ửng luôn nè. Này thì bị sâu á, sâu thì đơn giản rồi, sợ nhất trồng mai rồi, sợ nhất là bọ trĩ á. Đấy, bọ trĩ mà cứ đè xịt hoài á, xịt hoài riết là chết người ta luôn à. Sức bọ trĩ nó rất là độc á. Rồi, khoe kết quả 10 ngày á, anh em có thể tham khảo á. Sau 10 ngày tưới cái siêu lân á, siêu lân cộng với lại humic nè, gắn rễ để lên nụ nè, bi đã chưa, quá trời luôn ha, 2 4 6 8 10 bông luôn nè, quá dữ à, chùm cúc bi nè, nguyên một chùm luôn ha. Chỉ còn một nụ đẻ ra 10 bông thì 10 nụ đẻ ra 100 bông rồi. Đấy, thấy mê chưa, một nụ duy nhất ha, chúng ta nuôi cho nó chắc ha, nuôi nó chắc rồi ít nụ thôi, không cần chi chít quá đâu. Mà giống cúc bi này rất là sai nha, nó sai nụ dữ lắm, sai nụ nó lên thấy mê chưa. Đây, với cái phần mà khi mà chúng ta tưới những cái cây mà chơi tết á, chơi tết thì chúng ta kèm với NPK thì đây cái chai nè, phân bón lá NPK sinh học á. Cái này vừa tưới gốc mà vừa xịt trên lá được. Đây chúng ta cái này là cây làm nụ á, thì chúng ta cộng với NPK không ăn, chứ cái tưới một cái này không nó sẽ ra đọt đó, nhắc đi nhắc lại anh em rất là nhiều lần rồi ha. Còn những cây nào chúng ta suy thì chúng ta dưỡng cho nó sống trước đi ha. Cây nuôi chưa xong mà lấy tính như cái chuyện bông qua ha. Đây, nuôi cho nó sống trước đi, nó khỏe trước đi, chuyện bông qua tính tới năm sau đi. Chứ cây mà chúng ta cái pH trong đất nó cứ tụt hoài á, tụt hoài là lo mà chúng ta cứ lo làm nụ hoài á, năm sau là nhổ dục luôn à. Đó, nuôi cho nó khỏe, nó sống trước đi ha, nó khỏe cây trước đi. Đây, chuyện bông tính sao á. Sống chưa có tốt được mà lấy gì bông qua ha. Đó. Này, anh em hỏi nói chung phân á, phân thì có người thì xài nụ to, nụ to nụ chắc rồi thì xài 15 năm 20 đó cho nó kiềm lại ha. Đó, cho nó kiềm nó cái nụ này nó chỉ sang cái màu ngà ngà, nó chắc cái nụ á. Chúng ta còn biết cái nguyên lý á, NPK, đạm, lân, kali, mấy chỉ số á, đã chỉ số phân chỉ số đa chỉ số mà đạm lân kali á, thì đạm á, là giúp đọt phát triển, lá phát triển nè, lân thì nụ phát triển, cái nhánh này mập lên, rễ mập lên, còn kali thì nó làm cứng cây á, cứng cây á, cây nó cứng á, nụ nó chắc, cây không ra đọt nữa, đấy rễ không đâm nữa ha. Rễ kali do là rễ nó sẽ không hút, nó hút dinh dưỡng nào nữa, nó không có đi nữa ha, để khởi rễ nó không có đâm mới nữa. Đó, thì chúng ta tháng này chúng ta cần cây chúng ta nụ to thì chúng ta số giữa cao lên á, ví dụ như 12 12 17 á. Đó. 12 12 17 là đạm lân với kali nó bằng, đạm với lân nó bằng nhau, kali nó trội hơn chút xíu. Đó, cho vừa lớn nụ nè mà vừa chắc nụ nữa. Còn khi mà nụ chúng ta nó to, nó no nưỡng rồi, nó muốn bung luôn rồi ha. Thì chúng ta dặm 15 năm 20 này vô. Đó, cho cái nụ mà từ xanh xanh nó chuyển sang ngà ngà ha, cho nó cứng nụ, chắc nụ. Nó đứng đọt lại ha. Đấy, chứ không phải người ta chỉ sao người ta làm Iran á, chúng ta coi tình hình cây chúng ta như thế nào á. Giống như kiểu miếng cái cây của mình nó bị bệnh nè, mình cần cho cái mình năm nay Tết mình bỏ á, mình cần cho nó tốt lên á thì mình tưới humic cộng với siêu lân. Mình không có kèm với NPK ha. Đấy, còn anh em mấy anh em cây của anh em đang làm nụ á, đang che bông Tết á, mà anh em dập giống như mình thì nó ra đọt á. Nó sẽ ra đọt. Nó sẽ ra đọt ra bông. Đó, hoặc là mình tưới cái này mà cây mình tốt á, mình kèm phân làm nụ vô 12 12 17 vô á. Còn cây của anh em nó bị suy. Nó bị suy thì anh em cũng kèm giống như mình á, giống như mình thì cây nó không có ra đọt được. Đó. Chúng ta coi áp dụng cho phù hợp nha. Đấy, chứ không mình cái hướng thôi, cái hướng là chúng ta căn cứ ở chúng ta giải quyết thôi ha. Chứ không phải chúng ta thấy người ta kêu sao chúng ta làm y chang vậy ha. Đó. Thấy cái ông kia ông tưới DAP, về chúng ta cũng mua DAP tới á,
tới ure cộng với dab hay gì đó, về ông ta cũng tới Iran á. Tới Iran là cây cây hỏi sao cây nó rụi hết trơn á, tại vì người ta tưới vô tốt mà cây người ta tưới không tốt là cây của chúng ta nó khác cây người ta ha. Giống như đây mình tưới nè, tưới siêu lân với lại cái humic không nè, nó ra bông luôn nè, thấy chưa đó. Ở đây này mình dẫn chứng rõ ràng ha, đây nó ra bông luôn nè, những cái nụ nào no quá thì nó tức nó ra bông luôn nè đó, thấy chưa đó. Người ta muốn không ra bông người ta phải có thêm npk vô nha, đó nó tức nó ra bông rồi, nụ nó đang lớn người ta làm cho nó lớn thêm nữa, bắt buộc nó phải bung thôi. Thấy chưa, ra bông luôn ha. Vừa ra bông mà lên đọt bung mới luôn. Mức rượt ha. Này, tóm lại chúng ta kiểm soát ha, kiểm soát cái pH trong đất này. Rồi từ đó muốn cái phân xịt thuốc gì đó, chúng ta sẽ canh chỉnh theo cái này á, làm cho cái này nó ở mức bão hòa trước đi. Đó. Này nó còn có 5.5 ha. Này cắm vô sâu quá. Này 5.5 quá tuột rồi. pH 5.5 là tuột ha, chúng ta phải bổ sung thêm. Đó. Đây, phải bổ sung thêm á. Làm sao mà nó phải từ 6 tới 7 ra, từ 6 ha, 6.5 á, 6.5 là tối ưu. Chứ mà nó tuột quá, chúng ta phải bổ sung thêm á. Đây, tưới thêm. Đây, khi mà chúng ta xài hữu cơ nè thì nó khoảng là 3 tuần khoảng 20 ngày á nó mới có tác dụng chứ nó không có tác dụng liền đâu, cứ từ từ á. Nó làm thì cây nó cái đề kháng nó mạnh nè, ra đọt mới từ từ nè. Đây dưới đây chúng ta đo thì nó mới chỉ có 6 thôi ha, từ từ nó mới lên đó. Chúc mọi người chăm cây thật là tốt á, bóng lưỡng luôn, thấy chưa.